mừng mọi người đến với đất nước Kyrgyzstan, một đất nước là có rất là nhiều thảo nguyên rất xinh, rất là đẹp. Và trước giờ mình xem clip thôi, nhưng mà sau khi một hành trình dài từ Tân Cương, Trung Quốc và đến biên giới Kyrgyzstan, ban đầu anh em mình nói chung là hành trình gần 10 tiếng đồng hồ, thủ tục xuất nhập cảnh quá đuối. Và khi mà vừa nhìn thấy thảo nguyên thì mọi người hình như là tất cả mệt nhọc đều tan biến đi vì nó quá đẹp. Anh Tú chia sẻ giúp Hải là trải nghiệm của mình suốt hành trình ngày hôm qua đến giờ. Rất là tuyệt vời. Phải nói sao ta, không phải riêng gì mình mà tất cả các anh em trong đoàn luôn, sau coi như là tất cả những cái mình chờ đợi ở cửa khẩu mệt mỏi luôn. Rất là mệt mỏi, rất cực kỳ mệt mỏi luôn. Và đây là những người biết làm nha, mà nó còn mệt như thế. Nhưng mà sau khi mình ra khỏi cái cửa khẩu và mình vào cái quốc gia Kyrgyzstan á, thì nó có một cái điều là mình cũng cảm thấy ngạc nhiên là tại sao chúng ta lại quá ít thông tin về một cái nơi rất xinh đẹp như thế này. Quá cực kỳ xinh đẹp, từ cái con đường cho tới cái thảo nguyên, tới con ngựa cho tới bầy dê, và thậm chí những cái cây cột đèn mà nó dọc cái tuyến đường nó cũng đẹp, rất cực kỳ đẹp. Rồi anh Tú có định sẽ dự định là có kế hoạch là đẹp quá mình quay lại mình có, lái xe mô tô có chắc chắn luôn phải không? Chắc chắn. Rồi hôm nay là một hành trình cũng không dài lắm, khoảng 370 cây số đến Bishkek là thủ đô của Kyrgyzstan. Kyrgyzstan là một thành phố, một đất nước rất là xinh đẹp và dân số ít, có 8 triệu người, toàn một cái đất nước thảo nguyên 8 triệu người. Chính vì thế là mình mong mình sẽ đi đường có rất nhiều cảnh đẹp là thảo nguyên này, tại vì đa phần dân Kyrgyzstan sống ở du mục. Và hy vọng ngày hôm nay mình sẽ có tham quan nhiều điểm đẹp hơn và trải nghiệm những khung cảnh cũng đường đẹp hơn nữa. Rồi chào mừng hai tay đua rally xe số 5, anh Đáng và anh Hoàng. Rồi anh Đáng, anh Hoàng chia sẻ trải nghiệm hành trình ngày hôm qua. Thực sự cảm xúc trong cảm xúc, mình đã cảm từ trong lòng bước ra ngoài khỏi cái lòng luôn đó. Quá phê luôn. Trung Quốc thì thực sự ta nói về hạ tầng cơ sở rất là tốt, thế nhưng mà thấy ồn ào quá, nhiều người quá. Mà tốc đi ngoài chán quá. Đi mấy chỗ nào tốc chán quá. Đi thấy nó hơi bị nhàm chán. Ra ngoài này được thả ga, được nhìn cả khung cảnh xung quanh. Bước qua cửa khẩu Trung Quốc của cái là đúng là mới thấy được cái niềm ao ước của mình đã đạt được một phần nào đấy trong cuộc đời luôn. Trong cuộc đời luôn. Phải tôn trọng những văn hóa địa phương, không được hút thuốc lá ở trong phòng, ở chỗ nơi công cộng, không được nói ồn ào, không được nói to. Cái kính dán ấy, giả sử là mình không xé đi ấy, còn thế nào ấy, chắc chắn là trên đường công đường đi chắc chắn là có một ngày nào đó nó sẽ bị cảnh sát bắt, chắc chắn là không biết thành phố nào cảnh sát ở trên đường rất nhiều, tức là nó bắt rồi thì nó xử lý ở bên này xử lý nó chậm. Các bạn có thể thấy đây là một tương đương với Nam Ninh, anh nói là Nam Ninh. 这是一个省的一个首府 南宁现在成这样 trên đường đi mình cũng nhìn thấy là trên đường đi rất là hoang sơ, nói chung là năm cái nước Trung Á này so với cái phát triển của cái vùng mình ấy, nó là lạc hậu, chúng đấy thì điều kiện rất là có hạn, nhưng mà cảnh quan rất là đẹp. Đến nước Kyrgyzstan, Trung Á là tất cả các kính lái phía trước là phải màu trắng, màu đen là bị phạt 50 đô lên kính. Có hai xe trong đoàn vừa bị phạt, mình tranh thủ mình tháo ra luôn, tránh bị phạt ly. Rồi, bắt keo, đúng.
100 tệ một miếng nha. À, bây giờ hôm nay mình em muốn đi chơi nè. Đó. Mấy ngày qua là chạy 6-7 ngàn cây số cao tốc ra. Quá buồn, quá chán. Bữa nay bị chơi. Bữa nay chơi cho tất cả mọi người. Ai cũng giống như là tờ giấy trắng hết. Đúng rồi. Quá vui luôn. Mà nói là Kyrgyzstan là một vùng đất là rất là đẹp và rất là hoang sơ và cảnh thì thôi tuyệt vời. Và đây là mới một phần đầu rồi đó. Hy vọng là anh em mình sẽ có nhiều chỗ đẹp hơn nữa. Vừa đi chơi nè ha, vừa khám phá đất nước nè, vừa cắm trại, vừa nghỉ dưỡng ở con suối ngựa. Quá phê luôn rồi đó. Đi rất là mệt nhưng mà khi tới đây á, nó như là một năng lượng khiến cho mình chúng ta phải chạy nhanh một chút. Một chuyến đi mà vừa có lái xe, vừa có tham quan, vừa có ăn uống nữa thì quá tuyệt vời. Anh có vô một phải không? Đó, cơm lê LV trên dưới. Vô một. Đi vô một và cơm lê LV. Không, cái thời đó nó mặc vậy. Mình đi tới đâu đó, mình tranh thủ mình chạy. Sau đó là những cái chỗ mà cảnh á, một bên là núi, một bên là suối, bên kia là coi như là đồng cỏ, đúng không? Ở bên kia là có nguyên bầy ngựa nè, đó là anh em tha hồ. 6 ngày 20 anh có như một là một người rất là im lặng thầm kín, sống nội tâm, mà có một cái là một người sống nội tâm nhưng thích bu lắm đâu. Cháu nội tâm mà thích bu vậy lắm đâu. Ít nói nhưng mà giống là bung bung ra có bếp nè, ít nói mà có bếp nè, có cà phê nè, có khô mực nè, có tương ớt nè, đó là ăn rồi. Đủ rồi, nước túi nó dài mà có nước đó. Tháp Bugana Tower là biểu tượng cuối cùng còn sót lại ở thành phố Balasagun thời Trung Cổ. Trong hành trình đến thành phố Bishkek thì đoàn ghé tham quan một cái tháp được xây dựng từ thế kỷ thứ 9, thứ 10. Đây là tháp Hồi giáo. Chắc là đây là trục lộ con đường tơ lụa nên tháp được xây dựng để mà phục vụ đoàn người đi cung đường tơ lụa cầu nguyện. Đây. Cái này. 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 Cái này.
Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày thứ 21. Thay vì đi cùng đoàn khám phá du lịch, mình cũng hơi làm biến là mình đi khám phá ở thành phố Bishkek và rất là thèm món ăn Việt Nam. Và hôm nay tới một cái trung tâm thương mại lớn nhất ở đất nước Kyrgyzstan và có một cái tiệm mà rất quen thuộc, cà phê phở Hà Nội. Và nghe cái quán này được đánh giá rất là cao, 2.000 mấy sao ở đây. Ok, được 2.000 mấy phục bình luận ở đây. Rồi, hôm nay đang phở ở đây. Xin chào anh. Nãy có gọi anh trước phải không anh? Gọi anh. À, ok. Rồi, cho em hỏi xíu là quán phở mình ở đây lâu chưa anh ha? 7 năm rồi hả? À, giới thiệu là mình lái xe từ Việt Nam tới đây, đi được 20 ngày rồi. Lái xe luôn. Lái xe luôn. Anh em đậu xe. Dạ, đi ô tô. Đi ô tô sao được không? Được, tới đây luôn. Này, từ Việt Nam qua đây luôn nha. Từ Việt Nam qua đây luôn. Đây, sáng đi mới đi rửa xe. Bạn đi qua được nào rồi sang đấy? À, Việt Nam, Trung Quốc, Tân Cương, Kyrgyzstan. Vô đầu tiên nè, sáng đoàn xe đậu xe đây nè. Ủa, bên em đang đi lái xe đâu rồi, hình ảnh xe còn đi vô đây, vô một khám phá đây, nguyên đoàn anh em ơi nè. Có phải lúc này có một chị người Trung Quốc đến đặt trước không? À, chắc đặt cái tối nay á. À, bên tour đặt tối nay, ăn tối nay. Là quán mình là được 7 năm ở đây. À, 7 năm ở đây. Đi 20 ngày thèm phở quá nên phải chọn kiếm cái này. Chắc là tối ăn nữa rồi quá. Ok, cảm ơn nhiều nha. Ừ. Phở. Anh phở đúng không? Phở, anh tới đây ăn phở hay là nhiều món. Anh nhìn menu đây là biệt lâu hay chưa? Mình chơi phở đặc biệt đi hả? Ủa, phải gì ta? Đây có phở gì ta? Có bò gà hả? Đặc biệt là gì anh? Đặc biệt là ok, nhờ anh tư vấn giúp món phở gì đặc ngon nhất ở đây. Ok. Thịt gà ở đây thì nó ngon bằng thịt gà của mình đó. Phở thôi, phở bò thôi. Bò. Ok. Thế ảnh kêu là gà không ngon bằng gà mình, nó ăn phở thôi. Bò đúng không? Bò là bò gì ta? Có tái, tiết hay là bò tổng hợp là chung hết, đặc biệt không? Tuy anh có thích tải còn tải, thích trứng chân hoặc là thế nào thì cho mấy cái trứng chân nữa. Cho trứng chân tháng giờ anh ba trái rồi nên anh này là một tô đặc biệt phải không? Tô bò đặc biệt. Thịt chén dần. Em ăn gì? Rồi tôi đặc biệt luôn, tổng cộng lấy 5 ở đấy là nó giống nhau anh ạ, không có đặc biệt trong cái một loại thôi. Ok, vậy là còn 2 tô nữa, chắc lấy 5 tô luôn. 5 tô. Dạ, còn 2 người lên nữa. Dạ. Ok, cảm ơn nhiều. Cay đúng không anh? Hơi cay, ok cay, ok. Phở bò, 5 phở bò. Cà phê mình, cà phê máy hay là cà phê gì anh? Cà phê pha phin, em mời phá. Pha phin hả? Ok, pha phin không? Rồi, cà phê... Phê đá đúng rồi, đen đá. Chưa đá. Đen đá, đen đá. À, đen đá. Cũng đen đá không? Cho đen đá ít đường. Rồi, lấy 2 đen đá ít đường. 2 đen đá đường. Rồi. Mình là có ở gần đây không anh Năng? Dạ. Mình có ở gần đây không? Có. Ở nhà gần đây không? Gần trung tâm này không? Có. Đánh giá tình hình ở Kyrgyzstan là sao ta? Nó có an toàn không? Thế đi qua cảnh sát quá trời luôn. An toàn. An toàn đúng không? Ở đây họ cho du lịch làm tối đa ở bao lâu ta? 60 ngày. À, nếu 60 ngày mình phải bay về luôn hay là mình cách nào? Mình nếu mình muốn ở lại thì mình phải đi xin giấy làm việc rồi. Xin visa. Visa gọi là làm việc ở đây lâu là dài đúng không? Không, visa được. Xong mình lại đi ra một lần nữa. Xong là mình gọi là visa đi vào. 60 ngày mình được ra vô lại. Nhưng mà ở đây là nó có visa Việt Nam đúng không? Miễn phí mà. Miễn phí 2 tháng du lịch thôi. Nhưng mình làm việc thì mình phải xin visa. Dạ được, cứ được 2 tháng ra vô. Dạ. Rồi, cảm ơn tin chia sẻ nha. Sáng là phải mình hỏi cho hỏi coi chỗ gửi xe là mày phải tự rửa hả? Tự bỏ vô 50 đồng thêm cho 50 giây. Xin cho bỏ vô 50 đồng lấy 50 giây. Khổ vậy? Cái chỗ qua ăn tối nhớ không? Tìm hiểu thấy vui. Bán làm vui lắm. Cái chỗ sáng mà làm á nó kỹ dã man luôn nha, nó leo lên mua xịt sạch sẽ này kia từ trong ngoài. Bán xe vip luôn mà. Ừ thì đó, cái chỗ luxury á. Rồi nhìn không khỏi muốn rơi nước mắt luôn. Rồi nhìn quá hấp dẫn. Ngon nhìn. Rồi. Không nhìn là thấy đây nè. Nè nhìn là thấy giống rồi là. Tại vì cái này giống y. Cái này giống y là ở Việt Nam chứ không phải là. Thôi bánh phở mà giống y phở Việt Nam, giống y là phở Hà Nội à. Hà Nội mà. Giống y. Nó là phở 2000. Quá ngon, quá xuất sắc, sau 20 mấy ngày
thằng sau 21 ngày lặn lội lang thang nhìn tô phở nóng rớt nước mắt. Rồi anh đoàn chí hành sẽ chia sẻ hôm nay sau 20 ngày được ăn món Việt Nam, ăn phở và ăn chả giò. Anh Thành là một người rất là ít nói nhưng mà rất thích chua vua đám đông. Ok, nói chung là rất là đầu tiên là để mà nói về món ăn thì phải qua một hành trình, đúng không? Trải qua rất nhiều cái ngày mà mình trải qua nhiều cái ẩm thực có ăn ngon, rồi bắt đầu mình cảm thấy nhớ cái hương vị Việt Nam. Thì hôm nay là may mắn là anh em cũng đến gặp anh Huy. Anh Huy. Anh Huy đúng không? Anh Huy, một người sống ở Kyrgyzstan 9 năm. Đó, là chiêu đãi anh em những cái hương vị Việt Nam. Đó, thay mặt rất là cảm ơn anh Huy. Dạ. Rồi, anh em mà nếu mà đi du lịch qua Kyrgyzstan thì sẽ ghé tại đây là địa chỉ gì anh Huy? Anh mời anh Huy. GUM. Cái GUM, cái trung tâm thương mại GUM thì tất cả mọi người đều biết. Chỉ cần nói trung tâm thương mại GUM là có, và có check trên Google cũng có. Rồi. Mọi người nhớ nha, mình đánh giá tô phở là 4/9, dĩa chả giò là 5/5. Rồi, nhường lại cho anh Tuấn Như Mục. Không em đã giờ tính được và ăn rồi chia sẻ nè, đó chả giò chả giò anh ăn không anh ăn luôn họ họ ăn đây em đúng rồi nha 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 không quá.